Kính chào toàn thể các bác cùng quay trở lại với video chia sẻ về kính mắt tại kênh Kính Cổ Dũng Trần Và ngày hôm nay em Dũng Trần tiếp tục về thêm cho các bác được 4 cây kính Ray Ban Mỹ thập niên 1980 Và 4 cây kính trong video ngày hôm nay sẽ là 4 cây kính hàng tuyển chọn đẹp và xuất sắc và tương ứng với nó là bốn cái vỏ bao jean đúng đời đi kèm nha các bác và cụ thể dòng của bốn cây kính này sẽ như sau và cây số 1 trong lô lần này em Dũng Trần có về được đó là một bản Ray-Ban sống Châu hay còn nói rõ hơn là dòng Olympian 1 thập niên 1980 và đây là một bản vành nhựa. Và tiếp theo cây số 2 à, trong lô này sẽ là một cây ray à, Bang Driving à, dòng chuyên dụng để lái xe, mắt trà trắng thủy và đi kèm với cây Driving à, này sẽ là một chiếc vỏ bao jean đúng đời đi kèm. Một bản à, dáng hai cầu, dáng Aviator cũng là một cây kính đẹp xuất sắc. Và tiếp theo chuyển sang cây số 3. Cây số 3 có nhiều bác đã đoán ra được uh, đây là dòng gì của dòng ray băng chưa ạ? và đây là cây số 3 sẽ là dòng ray băng deco một bản ray băng deco form dáng uh, mắt oval đó, cây này cũng là một cây khá là cá tính và đi kèm với nó cũng là vỏ bao jean còn rất là đẹp đây là cây ray băng deco mã số 3 và cuối cùng là một uh, phiên bản rất là thông dụng và rất quen thuộc với chúng ta đó là bản AV dáng Aviator đó là một phiên bản roi băng mắt xanh rau muống size 58 nha các bác và đây cũng là một cây đẹp không tì vết. Một cây nó Và đây chính là bốn cây kính của chúng ta trong video này. À, xin thưa các bác. À, và ngay bây giờ thì em sẽ chia sẻ từng cây kính một và trong video này thì sẽ có bốn cây thôi nha các bác. Và video được em thực hiện vào ngày mùng 3 tháng 8 cũng là một trong những video đầu tiên của tháng 8 này. Và cây số 1 sẽ là một phiên bản Ray băng sống châu Em gọi tắt là Ray, Ray băng, sống châu Còn đúng tên gọi của nó sẽ là Ray băng Olympian 1 à, Xin thưa các bác Và cây sống châu này thì sẽ có niên uh, đại vào sản xuất vào thập niên 80 Và đây là dòng chính hãng của Mỹ à, Và toàn bộ khung gọng của dòng uh, Ray băng sống châu này thì sẽ được mạ vàng dày 22k và màu mắt của cây sống trâu sẽ là màu mắt G15 xanh đen Và cây này cũng là một cây nốt nên là vẫn còn nguyên tem ở phía bên mắt phải à, Xét về tình trạng của cây băng sống trâu này thì đây là một cây kính Có thể gọi không phải bàn về tình trạng nữa luôn nha các bác Vì đây là một cây kính hàng nốt và tình trạng là vẫn còn đẹp xuất sắc Từ gọng vàng cho đến tất cả các góc cạnh của kính là vẫn còn đẹp nguyên Đó, Rất là tuyệt vời và form dáng của cây kính này sẽ là form dáng sống trâu Và cái cầu của cây kính này thì sẽ giống với cái bản cầu của dòng uh, Cũng là uh, người anh em của dòng Olympian 1 này Đó là dòng DX1 Cũng có bản cầu và cũng có vành và cũng có cái độ cong Nó tương đồng với cây DX1 nha các bác Nhưng tuy nhiên cây DX1 uh, các bác thường gặp nhiều hơn thì nó sẽ là vành vàng Còn dòng Olympian 1 này thì sẽ kết hợp với nó là một bản vành nhựa đó, một bản vành nhựa và có màu đó là màu đồi môi thì ưu điểm của dòng vành nhựa này thì nó sẽ uh, giảm tức là nó sẽ um, nó sẽ giảm cái trọng lượng của kính đi đó thứ nhất và thứ hai nó sẽ uh, các bác khi các bác đeo vành nhựa thì chúng ta cũng không phải lo quá nhiều về uh, cái phần vàng của kính như là những cây gọng vàng thì đó là cái ưu điểm của vành nhựa thôi các bác nhé Còn về sở thích thì có nhiều bác thích uh, gọng vàng và có nhiều bác thì thích vành nhựa đó, nhưng em cũng nói lên cái ưu điểm của cái vành nhựa nó là như vậy. Còn về bộ trồng thì bộ trồng đây, cây ray băng quả trứng này thì có sử dụng bộ trồng nguyên dinh chính hãng của Mỹ là bộ trồng G15 xanh đen. Và góc trái của chúng ta sẽ có một logo ray băng màu vàng in góc trái hướng 11 giờ và góc 9 giờ và 3 giờ của chúng ta sẽ có một logo là BL được chuyện ở mắt. Đó là luôn luôn có BL triện đời 80 mươi đó, và mắt là mắt xanh đen nguyên bản nha các bác và kết hợp với bộ chuôi của cây kính này bộ càng uh, của cây olympia này thì sẽ là một bộ chuôi màu uh, cũng là màu đồi mồi nó đồng bộ với màu của vành nó sẽ là màu nâu như thế này và các bác có thể nhìn đây là một cây mạ vàng 22 k hai k vậy nên là cái màu vàng nó sẽ rất là sáng và cái màu vàng nó sẽ đậm đà nó sẽ đẹp tình trạng là đẹp xuất sắc ở tất cả các góc cạnh của cây kính này và thông số của cây olympian một này thì sẽ có thông số ở phía phần gọng nhựa như thế này nha các bạn nó sẽ có chi tiết là phần gọng nhựa còn ở hai bên lòng càng thì nó sẽ là trơn sẽ không để chữ đó là đặc trưng của những cây kính mà form sống trâu và phong quả trứng của dòng olympia và cây quả trứng vẫn là hàng nốt này xin chia sẻ tới tuần này các bác với giá là 5 triệu 8 5 triệu 8 và cây quả trứng này nằm ở mã số 1 nha các bác một cây hàng nốt và giá cũng rất là tốt để các bác nhà mình có thể sở hữu tiếp theo chuyển sang cây số 2 và cây số 2 này cũng sẽ dành cho các bác mặt to và đây là một bản driving size 62 nha các bác một bản size 62 À, mã số 2 sẽ là một bản driving dòng chuyên dụng để lái xe, một phiên bản rất là nổi tiếng của dòng kính Mỹ rồi. Và đây cũng là một chiếc vỏ bao đúng đời, khi góc trái của chúng ta sẽ có dòng chữ các bác có thể thấy là ray Bang for Driving, bao En lo. Và tình trạng của chiếc vỏ bao này cũng còn đẹp nguyên. Vỏ bao đúng đời, màu nâu. Và tình trạng của cây driving này cũng là một trong những cây tình trạng đẹp xuất sắc và form dáng cũng là form dáng huyền thoại và đặc trưng của dòng Ray băng đó là form dáng mắt giọt lệ và dáng hai cầu về khung gọng của dòng Ray Vinh này toàn bộ khung gọng thì đều được mạ vàng và tình trạng mạ vàng của cây kính trên dòng Ray Vinh này cũng là một cây kính đẹp xuất sắc đẹp không tì vết nha các bạn từ chuôi ve cho đến trong và toàn bộ khung gọng vàng cây kính này cũng là một cây đẹp xuất sắc và không tì vết đó, rất là đẹp Và quan trọng đó là cái bộ trồng à, Bộ trồng của Rising sẽ là bộ trồng nâu no trà và tráng thủy Và có tên gọi là B15 nâu no trà nha các bác đó, Và sẽ có thêm một cái lớp tráng thủy ở phía bên trên Và các bác có thể nhìn thấy cái lớp tráng của những cây kính nó vẫn còn đẹp xuất sắc Thì nó sẽ vẫn còn mượt và gần như là không có vết xuất sắc nào trên tròng cả đó. Đó, Với những cây mà mắt trà tráng thủy thì các bác lưu ý Hết sức lưu ý là khi chúng ta lau, chúng ta vệ sinh thì cũng sẽ hết sức nhẹ nhàng để đảm bảo và cũng tránh cái việc xước sát trên cái bộ tròng tráng thủy nha các bác để giữ được cái độ thẩm mỹ cho cây kính. Và góc trái của chúng ta cũng sẽ có logo Ray-Ban và logo BL ở cả hai tròng và sẽ có logo Ray-Ban USA đều được dập chìm ở phía phần cầu trên. Đó là những thông số của những cây kính chính hãng của Mỹ và phiên bản Ray-Ban ray, Bang, ray Ving, mã số 2 này có giá là 6 triệu 8 và thuộc mã số 2. À, và các bác nào có khuôn mặt to thì các bác có thể uh, sử dụng cây 62 này và đặc biệt các bác uh, khi đi thì khi đi đường dài và đi nắng gắt thì các bác nên sử dụng những tròng kính của dòng B15 Và trắng thủy này cũng là một trong những cây kính bổ trợ cho chúng ta rất nhiều trong quá trình lái xe. Tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 3 mã số 3 là một form dáng cũng khá là độc đáo là một bản roi băng Deco một phiên bản roi băng có form dáng là form dáng mắt oval và đi kèm với cây roi băng Deco này thì sẽ là một chiếc vỏ bao còn rất mới à, vỏ bao màu đen và phía bên à, trái của chúng ta cũng sẽ có à, những à, nội dung và những thông số của cây kính mỹ sẽ là roi băng bay bao em đó kính ý thì sẽ là Lusotica nha các bác còn kính mỹ thì sẽ là bao em như các bác à, cũng đã biết cái thông tin đó rồi à, hộp chiếc này rất là đẹp và rất mới nha các bác hộp rất mới và đây chính là form dáng của phiên bản Ray băng Deco à, form dáng của cây kính này thì khá là thanh thấu khá là thanh thoát và đây là một kiểu form dáng à, cũng không phải là tròn hẳn thì đây à, nó đúng như kiểu quả trứng nằm ngang đó, như kiểu quả trứng nằm ngang Tức là gọi là mắt oval đó và sai trồng của cây Deco này sẽ là sai trồng 53 và sử dụng sai cầu là 16. sáu sai ngang tổng thể của cây Ray-Ban Deco này là sẽ vào khoảng 13. Thì đâu đó với những bác nào có khuôn mặt đeo vừa size 58 của dòng giọt lệ thì các bác sẽ tương đương đeo với cái size của cây Ray-Ban Deco này. Tức là những bác nào khuôn mặt vừa và nhỏ, đeo sẽ vừa còn các bác nào khuôn mặt to mà sử dụng những cây kính như size 62 của dòng vinh này thì các bác vui lòng bỏ qua vì đây là một cây kính dành cho những bác có khuôn mặt vừa và nhỏ thôi còn về trong của phiên bản Deco cô này là một bộ tròng được trang bị là bộ tròng g 15 xanh đen và bên góc trái của chúng ta sẽ có logo ray băng và logo bl ở cả hai bên trong cũng như là logo chuyện bl ray băng usa ở phía phần cầu dưới rất là rõ nét nha các bác Đó và toàn bộ khung gọng của cây Ray băng đề cô này cũng được mạ vàng 22k rất là đẹp và phần gối kính của chúng ta thì cũng có logo Ray băng nhận diện thương hiệu ở cây kính mang thương hiệu Deco cô này và gối kính rất là đẹp và kết hợp với bộ chuôi của cây Deco cô này sẽ là một bộ càng nhựa màu nâu cánh rán cũng khá là đẹp và tình trạng tổng thể từ tròng cho đến khung gọng và bộ chuôi và cũng như ve là đẹp xuất sắc nha các bác và một cái điểm đặc biệt của cây đề cô này đó chính là cốt ve BL thông thường của trên những cây kính sẽ là cốt ve màu bạc tuy nhiên dòng đề cô này sẽ là cốt ve màu vàng nha các bác đó, được mạ vàng và cũng như góc trái dòng chữ ray băng cũng là chữ màu vàng đó là trên cây ray băng đề cô này Đấy cũng là một cái điểm khác biệt một chút Cũng có thể là hãng họ cũng sẽ tạo cái sự khác biệt một chút đó, để làm cái điểm nhấn trên cây kính cũng như là nó có thêm một cái sự trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng và còn xét về form dáng thì đây cũng là một cây kính rất là hay nha các bác rất là hay à, nếu như bác nào cần một chơi một cây kính có thể gọi là nó khác đi một chút đó, nó phá cách đi một chút nó cá tính hơn một chút thì các bác có thể là chơi sang cái dòng đề cô này cũng là một trong những cây kính khá là hay rất là đẹp và giá sở hữu của cây Ray-Ban Deco này xin chia sẻ cho các bác với giá là 6 triệu 8 à, Cũng ngang mức giá với giá sở hữu của phiên bản Ray-Ban Riving ray mạng số 2 Một cây Deco đẹp xuất sắc để cho các bác nhà mình có thể trải nghiệm Tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 4 à, Mã số 4 sẽ là một phiên bản ray bằng Aviator Mắt xanh rau muống Và đây là một bản size 58 nha các bác và cây mã số 4 này em Dũng Trần về được cũng là một cây kính tuyển chọn đẹp xuất sắc Là một cây kính vẫn còn vỏ bao jean Cũng như kính thì có thể gọi là đẹp không tì vết nha các bác Đó, Các bác có thể ngắm Nó vẫn còn bóng mướt luôn Một cây kính từ thập niên 80 Đó, Các bác có thể thấy được Là những cây kính em Dũng Trần làm sao cố gắng sẽ tuyển được những cây Không biết được về tương lai là sẽ có được những cây như thế này Không nhưng nếu còn cơ hội và có thể thì em vẫn sẽ à, tuyển những cây kính chất lượng để các bác nhà mình có thể thừa hưởng được những cây kính đẹp cho đến tận bây giờ. Và quan trọng đó là cái chất lượng trồng chất lượng của Mỹ nó sẽ rất là tốt. Và đây cũng là một cây rau muống cũng khá là lâu rồi. Size 58 là một cây rất là lâu rồi mà em Dũng Trần mới về được. Mặc dù đó là cây thập niên 80 thôi giá chỉ vài triệu thôi nhưng bây giờ mắt rau muống cũng khá là hiếm rồi nha các bác. Và thông số tổng quan Thì cũng xin nhắc lại cho những bác nào có thể là mới tham khảo về kính thì phiên bản Roy Bang Aviator này nó là thuộc kính thuộc cây kính thuộc đời 80 của Mỹ và đây là một phiên bản có sở hữu size trọng là 58, size cầu 14. Toàn bộ khung gọng thì đều được mạ vàng 18K và tình trạng là còn đẹp xuất sắc. Màu mắt sẽ là màu mắt RB3, mắt xanh dầu muống. Đó, và màu mắt xanh rong muống thì nó sẽ khi đeo chúng nó sẽ sáng hơn so với mắt xanh đen nha các bác nó sẽ sáng hơn đó và tuy nhiên khi ngược lại là khi đời, đi trời nắng thì mắt xanh đen nó sẽ dịu hơn là mắt xanh rau muống đó và mắt rong muống thì khi đi trời dâm ngược lại nó sẽ sáng hơn khi, khi đi theo mắt xanh đen đó là công năng của từng cây kính một và cụ thể đó là cây kính mắt xanh rong muống này và góc trái của chúng ta cũng sẽ có logo ray băng của đời 80 và logo BL rất rõ nét ở cả hai bên càng ở cả hai bên trong, rất là đẹp như thế này. Và thông số ray băng USA cũng đều được triện ở phía bên cầu trên. Và với những bác nào không cần một cây kính quá cá tính và chỉ cần một cây kính đeo dung hòa, hài hòa thì đây sẽ là một cây kính rất thích hợp với các bác. Và giá sở hữu của phiên bản mắt xanh rau muống đẹp xuất sắc này xin chia sẻ cho các bác với giá 6 triệu Và đây có thể gọi là giá cứng và em sẽ không có fix thêm được chút nào nữa Và giá em sẽ để công khai để các bác nhà mình có thể tham khảo cũng như sở hữu Tất cả các mức giá em Dũng Trần chia sẻ thì đều công khai và cũng như là giá cũng gần như là giá để các bác sở hữu rồi và các bác cần thông tin gì thêm cũng như hình ảnh thì các bác vui lòng liên hệ với số Zalo của em Dũng Trần phía trên góc phải màn hình để em có thể tư vấn cũng như hỗ trợ các bác đặt hàng. À còn bây giờ xin cảm ơn toàn thể các bác và hẹn toàn thể các bác trong những video sau của em Dũng Trần. Xin chào.